khốc liệt. Những tình huống bóng đẹp và gay cấn nhất hứa hẹn sẽ có trong trận đấu Ryder Cup giữa câu lạc bộ Vingolf Club và Royal City. Vin cũng đang rất là mạnh mẽ. Royal City rất là máu chiến, quyết tâm đoạt cúp, cơ hội cọ sát, giao lưu. Tin tức và kết quả của trận đấu sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên golfnews.vn.